được mấy lần rồi? Dạ là lần thứ ba chị. Điện cho con rớt liên tiếp hay là ra? Dạ tứ tuần nào đúng thứ tư là em đều quay. Đúng đúng okay, đúng tuần qua con. Thứ tư này cũng đéo rồi. Giờ em ở cách đây hai cái nhà với mẹ. Nhà bán vật tư y tế. Ủa em ở bên đó hả? Dạ. Bé này đúng lì luôn á. Bao cây nè, ngon lì ghê.
Sí, 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 fácil. Dạ vẫn cứng gì sợ. Anh tiêm cho ai hả? Tiêm cho em. Tiêm chị đó. Tiêm cho mũi nè. Ờ. Tiêm cho khỏi thở luôn. Bác đi.